từ ánh sáng lấp lánh khát vọng đã kết tinh. Văn hóa doanh nghiệp PVGas thành hình và tiếp tục được vun đắp, trở thành các giá trị cốt lõi, an toàn, hiệu quả, đoàn kết, đổi mới, chuyên nghiệp, thấm nhuần và ngày càng sáng rõ trong từng người lao động, từng đơn vị thành viên.